Ba trẻ sơ sinh thiệt mạng và 500 người phải nhập viện. Vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh Bloemhof, miền Tây Bắc Nam Phi chỉ cách đây vài ngày này là hồi chuông báo động mới nhất về thực trạng ô nhiễm nguồn nước tại quốc gia châu Phi. Điều đáng nói là Nam Phi đã từng tự nhận mình là quốc gia có nguồn nước sạch nhất ở vùng Sahara. Qua đời vì chứng tiêu chảy khi chỉ mới 5 tuổi. Đó là con gái của chị Kebeswi, một trong ba em bé sơ sinh tử vong tại thị trấn Bloemhof trong tháng trước do uống phải nguồn nước bị ô nhiễm. Cháu không ngừng nôn mửa. Khi tôi chạm vào, cháu khóc ré lên. Sau đó cháu đã ra đi. Chỉ cách đó vài con phố, một bà mẹ trẻ khác cũng đang phải hứng chịu nỗi đau mất con tương tự. Dù biết nguồn nước bị ô nhiễm, nhưng chị không đủ tiền để tiếp tục mua nước đóng chai về sử dụng, thậm chí là trả tiền điện mỗi tháng để đun sôi nước máy. Theo các chuyên gia y tế, sự bùng nổ của dịch tiêu chảy tại Nam Phi trong thời gian gần đây là do nước thải từ công rãnh bị ngấm vào nguồn nước cung cấp cho các hộ gia đình. Hơn 500 người đã phải nhập viện. Trong khi đó, các nhà chức trách địa phương vẫn đổ lỗi cho các nhà máy lọc nước và hệ thống ống cũ tuổi tàn. Một làn sóng biểu tình đã nổ ra khi mà người dân yêu cầu được dùng nước sạch và đảm bảo vệ sinh hơn. Theo Reuters, 12% trong tổng số 90% hộ dân được dùng nước máy ở Nam Phi đánh giá dịch vụ cung cấp nước ở mức rất tệ. Sự việc đã làm gia tăng mối lo ngại trên phạm vi cả nước về chất lượng nước máy cung cấp cho người dân, đặc biệt là khi đã có những bằng chứng cụ thể về số người bị nhiễm và tử vong do tiêu chảy. Tại khu vực cận Sahara, nơi mà cứ 3 người lại có một người không được tiếp cận với nguồn nước sạch, Nam Phi vốn tự hào là quốc gia có hệ thống nước máy an toàn nhất khu vực này. Thế nhưng, với cơ sở hạ tầng không đảm bảo như hiện nay, thật khó để có thể duy trì niềm tin và danh hiệu đó khi mà đã có những trường hợp tử vong đầu tiên vì uống nước không đảm bảo.